bạn thân mến, nhắc đến những mối nguy hiểm dưới đại dương sâu thẳm, chúng ta thường hay lo sợ việc bị cắn bởi cá mập. Nhưng mà dám chắc là rất ít ai nghĩ tới rủi ro chết người từ một loài động vật vốn mang tiếng hiền lành, đó là cá voi. Bạn đã bao giờ thử tưởng tượng nếu như bạn vô tình hoặc là đen đủi bị cá voi nuốt chửng thì sẽ thế nào chưa? Và chúng ta sẽ thế nào khi ở trong bụng chúng? Hãy cùng Miss Xem Gì khám phá ngay điều gì sẽ xảy ra nếu bạn bị nuốt chửng bởi một con cá voi nhé! Cá voi là một loài động vật hiền lành và chỉ ăn những con mồi có kích thước nhỏ như phù du và giáp xác. Chúng ta sẽ loại bỏ được mối nguy hiểm từ việc cá voi chủ động tấn công và ăn thịt. Tuy rằng, chúng có kích thước cơ thể có thể nặng vài trăm tấn, dài trên dưới 30 mét khi trưởng thành, cùng với tập tính đi săn bằng cách bơi về phía con mồi và hớp một ngụm nước thật lớn để kéo con mồi vào. Việc những người đang bơi trên biển vô tình bị cuốn vào miệng cá voi là điều rất có thể xảy ra. Nhưng trên thực tế, chỉ duy nhất loài cá nhà táng trong dòng dõi cá voi là có vòng họng đủ rộng để làm được điều ấy. Bởi vì cuống họng của các loài cá voi nói chung đều rất bé. Cuống họng của một con cá voi xanh trưởng thành rộng khoảng 10cm. Kích thước này còn nhỏ hơn cả vòng đầu của một em bé mới sinh. Vậy chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu nếu bị cá nhà táng nuốt chửng thì sẽ như thế nào nhé. Đã từng có trường hợp nào bị cá voi nuốt chửng hay chưa? Quay ngược dòng lịch sử với năm 1891, đã có một người đàn ông tự nhận rằng mình đã sống sót sau khi bị nuốt chửng bởi một con cá nhà táng, một loài cá voi. Cụ thể, nhân vật chính của câu chuyện này là một thủy thủ có tên James Buckley. Khi thuyền của ông bị một con cá nhà táng tấn công, James không may bị nuốt chửng. Mãi đến ngày hôm sau, khi các đồng đội tìm thấy con cá nhà táng giết chết và mổ bụng nó, James đã được giải thoát. May mắn thay, dù trong tình trạng bất tỉnh, nhưng James Buckley vẫn còn sống. Dẫu vậy, thủy thủ này vẫn chịu nhiều tổn thương trên toàn bộ cơ thể, như mặt và cánh tay bị tẩy trắng, thị lực mất hoàn toàn. Tất cả những vấn đề này được cho là do axit có trong dịch vị dạ dày của con cá. Một câu chuyện ly kỳ và gây xôn xao dư luận trong suốt một thời gian dài. Nhưng về sau này, người ta liên tục đặt câu hỏi về tính xác thực của nó. Liệu James có thực sự bị cá voi nuốt chửng hay không? Có thật là liệu việc bị ngâm trong axit dạ dày của cá voi chỉ khiến cho da bị tẩy trắng và mù mắt? Cho đến nay, vẫn chưa có một bằng chứng đáng tin cậy nào chứng minh James Buckley và câu chuyện của anh là có thật. Tuy nhiên, với sức mạnh của khoa học công nghệ, chúng ta hoàn toàn có thể dự đoán được điều gì sẽ thực sự diễn ra nếu con người bị nuốt sống bởi cá voi. Hành trình trong bụng cá nhà táng. Điều trước tiên mà bạn nên lo sợ chính là rủi ro bị xé ra từng mảnh khi rơi vào miệng của chúng. Bởi cá nhà táng sở hữu một hàm răng khá khủng, dù không sắc nhọn như cá mập, nhưng với mỗi chiếc răng dài đến 20cm, kích thước tương đương một con dao và mỗi chiếc răng nặng đến 1kg. Thử tưởng tượng xem, nếu có cả thảy 40 đến 50 chiếc răng như vậy, thì cái kết dành cho một cơ thể con người nhỏ bé sẽ thực sự thảm khốc. Đến từng cái xương của bạn sẽ bị nghiền nát, chứ đừng nghĩ đến tương lai. Trong trường hợp may mắn lọt qua cỗ máy xẻ thịt và trôi thẳng xuống họng, thứ đón chờ bạn sẽ là một không gian tối như mực. Ngoài ra, càng trôi xuống sâu bên trong đường tiêu hóa, ta sẽ càng khó thở bởi sự giảm của khí oxy cũng như sự tăng lên của khí metan. Khi các cơ quan quanh họng liên tục co bóp để ép cơ thể bạn xuống dạ dày, bạn sẽ dần cảm thấy sự tấn công của axit HCl vô cùng đậm đặc trong dịch vị cá voi. Thể hiện rõ nhất ở cảm giác bỏng rát da khi axit dần ăn mòn lớp da ngoài của cơ thể. Tuy nhiên, một điều đáng sợ hơn vẫn đang chờ đợi chúng ta phần tiếp theo của cuộc hành trình vào bụng cá này. Địa điểm kế đến mà bạn sẽ tới chính là dạ dày đầu tiên và lớn nhất của cá nhà táng. Cá nhà táng có đến 4 dạ dày, cũng chính là một bể chứa axit khổng lồ. Điều may mắn nhất mà chúng ta có được ở nơi đây chính là một chút ánh sáng, có thể đến từ những loài động vật có khả năng phát quang sinh học, chủ yếu là mực, món khoái khẩu của cá nhà táng, vốn cũng đã trở thành bữa ăn của chú cá khổng lồ. Lời khuyên là hãy quên đi mọi thứ và tận hưởng màn trình diễn ánh sáng tuyệt đẹp này. Bởi đó chính là thứ cuối cùng mà bạn được nhìn thấy trong đời. Chỉ một thời gian sau, khi vào được dạ dày thứ nhất, bạn sẽ phải bỏ mạng và cơ thể tiếp tục bị phân rã trong quá trình di chuyển lần lượt hết 4 dạ dày. Đến cuối cùng, dù không được ai cứu thoát, bạn vẫn sẽ thoát ra được khỏi con cá nhà táng, nhưng ở trạng thái của những chiếc xương rời rạc và bị thải ra không thương tiếc qua đường hậu môn. Có lẽ khi đọc đến đây, chúng ta cũng đủ những dữ kiện để nhìn nhận sự việc một người bị nuốt bởi con cá voi vẫn có thể sống sót sau một ngày đêm và kể lại chuyến hành trình ly kỳ này là điều không tưởng, cũng như câu chuyện của James Buckley vậy. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dưa. Vậy nếu như bạn lại là người may mắn nhất hành tinh này, không ai may mắn hơn bạn,
khi trước khi bị tiêu hóa bởi dạ dày của cá nhà táng đã tiến hành xả bớt nước thừa ra ngoài cơ thể qua những cái lỗ trên đầu chúng. Và nếu như bạn may mắn đến mức bị thải ra ngoài đại dương cùng với lần xả nước của nó, thì bạn có sống sót hay không? Cá voi bơi ở độ sâu 200m, nhưng một cá thể nhỏ bé không được trang bị gì như bạn chỉ trốn thoát được ở độ sâu tối đa là 20m mà không có thiết bị hỗ trợ. Nhưng đây là tận gấp 10 lần đó. Theo các nhà khoa học, ở độ sâu hơn 60m, cơ thể người sẽ bắt đầu có những biểu hiện ngộ độc khí oxy và phổi của bạn sẽ nổ tung. Đấy một lần nữa lại khẳng định được việc không có căn cứ để mà bạn có thể tồn tại nếu như bị cá voi nuốt chửng mà thoát cõi tử một để chết theo cách thứ hai thì còn cảm thấy là thảm hơn nhiều nhỉ? Thoát chết trước khi bị nuốt chửng. Vậy nếu như bị nuốt chửng thì chắc chắn là bạn đã chết rồi. Vậy có ai đã từng thoát chết trước khi bị cá voi nuốt chửng chưa? Trước đây, một người thợ lặn có kinh nghiệm 15 năm tên là Renus Kim cũng gần như bị nuốt bởi con quái vật khổng lồ, cá voi lưng xám khi cách nó hơn 30cm tại bờ biển Port Elizabeth ở Nam Phi. Hôm đó, anh cùng hai người khác mới xuống nước được vài phút thì con cá voi xuất hiện khi hội anh mất cảnh giác. Anh phát hiện mình đang ở ngay trước chiếc miệng của nó. Con cá ngay lập tức hút anh vào trong miệng. Anh thấy nước ép mạnh vào cơ thể và bị ép chặt ở hông. Ngay lúc đó anh đã biết mình bị cá voi tóm. Hình ảnh do đồng nghiệp chụp lại cho thấy con cá voi ngậm toàn bộ phần trên của người thợ lặn, chỉ chừa lại từ hông trở xuống. Skim vẫn vùng vẫy dữ dội và sau một hồi con cá nhả anh ra vì có lẽ nó cảm nhận được anh vượt quá kích thước mà nó có thể nuốt nổi. Một lần nữa thật may vì loài cá voi này không có răng và cũng thật may vì anh không bị nuốt chửng bởi con cá nhà táng. Anh nên được ghi vào kỷ lục những người may mắn nhất thế giới chứ các bạn nhỉ? Thật mong là qua video này đã giúp bạn giải đáp được tò mò của mình rằng sẽ thế nào nếu bạn bị một con cá voi nuốt trọn rồi nhỉ? Dù có thể rất khó có chuyện này xảy ra nhưng chắc chắn là sẽ không thể có đường sống nếu như bạn bị nuốt chửng bởi một con cá nhà táng đâu nhé. Nhưng nếu là con cá voi dòng khác thì có thể bạn sẽ trở thành một người may mắn tiếp nối bước của anh chàng thợ lặn Renus Kim phía trên mình vừa kể. Cảm xúc của các bạn thế nào sau khi xem video này? Hãy để lại bình luận cho chúng mình cùng biết nhé! Xin chào và hẹn gặp lại! Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, quyến rũ mê ngất loạn nhìn làm tim mê say. Hi, xin chào các bạn khán giả thân mến của kênh Xem Gì Hôm Nay. Thế nhưng sự thật